Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư, ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng 18 sản phẩm khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ. Đẩy mạnh chế biến sâu cà phê để tăng giá trị cho sản phẩm. Đồng thuận nông thôn mới ở một xã vùng sâu. Đắk Nông, nhiều nông dân trắng tay do ký gửi cà phê. Hơn 40.000 người Cuba hồi hương nhờ cải cách chính sách di cư. Chàng thanh niên nặng lòng với học sinh nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp lần thứ 6. Sau khi tiến hành công tác nhân sự, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ. Tổ 17 gồm các đại biểu Quốc hội Nghệ An, Thái Nguyên và Lâm Đồng. Nhiều ý kiến thể hiện sự nhất trí đồng tình cao với báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề còn tồn tại cũng được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra. Các đại biểu của đoàn Lâm Đồng cùng với các đại biểu Quốc hội khác đã đánh giá cao những chỉ tiêu ấn tượng về tăng trưởng kinh tế xã hội trong báo cáo của chính phủ, đồng thời tin tưởng vào mục tiêu tăng trưởng tiếp tục đạt từ 6,6 đến 6,8% trong năm 2019 mà chính phủ đặt ra là hoàn toàn có thể đạt được nhờ những tín hiệu đáng mừng trong năm vừa qua. Nhiều vấn đề nóng gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng được các đại biểu quan tâm, đề nghị chính phủ cần sớm có biện pháp khắc phục, như tình hình chiếm dụng đất đai, khai thác trái phép tài nguyên rừng vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp. Một số ý kiến thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề phát triển năng lượng bền vững, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang ngày một mở rộng. Chính phủ, các bộ ngành đã có những chủ trương rất kịp thời cho sự phát triển của năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo. Vấn đề này đã được các đại biểu Quốc hội và cử tri ủng hộ, đánh giá cao. Bên cạnh đó, các vị đại biểu đoàn Lâm Đồng cũng có ý kiến đề cập tới vấn đề thời gian qua, tình hình thiên tai, đặc biệt là các trận bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các vùng núi, đã tác động rất lớn tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của những khu vực này. Trong khi đó, tình trạng xả lũ thủy điện thời gian qua với cường độ nhiều đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản, hoa màu, nông nghiệp của người dân. Cử tri nhân dân rất bức xúc về vấn đề này, đề nghị Bộ Công Thương, các cơ quan chức năng cần có biện pháp không để tình trạng này xảy ra trong những năm tiếp theo. Cùng với đó là tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu đất rừng tại những khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đã khiến cuộc sống của đồng bào vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn do thiếu tư liệu sản xuất. Các đại biểu cũng cho rằng báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của chính phủ, báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc đã nêu lên nhiều vấn đề cụ thể, chi tiết như nhiều chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội đối với vùng dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện hơn trước. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn gặp những khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, như công tác cử tuyển ở địa phương, vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở cho bà con, hay triển khai các vấn đề về an sinh xã hội còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Ngày 24 tháng 10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Bảo Lâm về kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, và thực hiện năm dân vận chính quyền 2018. Qua kiểm tra, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được các cơ quan đơn vị tổ chức, huyện Bảo Lâm thực hiện cơ bản đúng quy định. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối với việc thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan, từ đó đã phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huyện Bảo Lâm đã đưa 293 trên 293 thủ tục hành chính vào giải quyết ở bộ phận một cửa, đạt tỷ lệ 100%. Tại đây, Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về thực hiện quy chế dân chủ của huyện Bảo Lâm. Đoàn cũng đề nghị trong thời gian tới, huyện Bảo Lâm cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ và năm dân vận chính quyền. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, quan tâm đến công tác kiểm tra, đánh giá và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp để mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu cà phê trên địa bàn để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê địa phương. Xã vùng sâu Hòa Bắc, huyện Di Linh đã vượt qua những hạn chế của một xuất phát điểm thấp để về đích nông thôn mới nhanh và bền vững nhờ sự đồng thuận của toàn dân. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2105 về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Theo đó, 3 ngành hàng sản phẩm nông nghiệp được tỉnh Lâm Đồng khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ là ngành hàng sản phẩm trồng trọt, ngành hàng chăn nuôi và ngành hàng thủy sản gồm 16 sản phẩm là cà phê, chè, rau, hoa, nấm ăn và nấm dược liệu, can quả, cây dược liệu, dâu tầm tơ, lúa gạo, hạt điều, bò thịt, bò sữa, heo thịt, trứng và gia cầm, mật ong và sản phẩm từ ong nuôi và cái nước lạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ các ngành hàng sản phẩm được lựa chọn để thông báo công khai trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các sở, ban ngành địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê địa phương, Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu cà phê trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn Lâm Đồng có 33 doanh nghiệp và trên 250 cơ sở nhỏ lẻ sơ chế, chế biến cà phê nhân, với tổng công suất khoảng 320.000 tấn, chiếm khoảng 80–90% tổng sản lượng cà phê toàn tỉnh. Trong đó có 13 đơn vị tham gia xuất khẩu trực tiếp, có 192 doanh nghiệp cơ sở chế biến cà phê rang xay, cà phê bột, với tổng sản lượng khoảng hơn 6.000 tấn một năm. Như vậy có thể thấy rằng vấn đề chế biến cà phê của Lâm Đồng chủ yếu dừng lại ở cà phê nhân thô, vì chế biến cà phê bột còn hạn chế. Vì vậy, để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê địa phương, Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp để mạnh thu hút đầu tư chế biến sâu cà phê trên địa bàn. Chuyển sang thông tin khác, trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông, điều trị kịp thời các loại dịch bệnh, tránh để lây lan. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh phát hiện 371 trường hợp, giảm 159 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. Không có trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng. Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi và một số bệnh dịch khác trên phạm vi cả nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng, tình hình bệnh viêm long đường hô hấp trên và bệnh cúm A H1N1 tăng đột biến tại Lâm Đồng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tăng cường giám sát chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng kiểm tra và làm việc tại các địa phương Lâm Hà, thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đạ Huoai nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2018. Đến kiểm tra các địa phương, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng nắm bắt các nội dung liên quan đến nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao, các giải pháp kiềm chế đảm bảo an toàn giao thông những tháng còn lại của năm 2018 tại các địa phương này. Các ý kiến đề xuất kiến nghị báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và có hướng đề xuất đối với Bộ Giao thông Vận tải đối với các tuyến quốc lộ 20-27 trong thời gian tới. Song song đó, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng phối hợp và yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng theo chiều sâu một cách hiệu quả, đồng thời quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông trong giáo dân, vùng đồng bào dân tộc ở các địa phương này. Qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong toàn tỉnh ở mức thấp nhất. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới có thể coi là một cuộc cách mạng tam nông làm thay đổi cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên 3 mũi nhọn, nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhiều địa phương đã chủ động coi nông thôn mới là cơ hội bứt phá toàn diện và như một chiến dịch để tạo lập những chuyển biến tốt đẹp trên quê hương mình. Chúng ta hãy cùng về xã vùng sâu Hòa Bắc của huyện Di Linh để cảm nhận được không khí đó. những con đường làng ngõ xóm rợp màu xanh của sự sống ấm no, những ngôi làng bình yên sung túc. Đó là kết quả của một sự chuyển mình trong quá trình xây dựng và phát triển các tiêu chí nông thôn mới suốt 5 năm vừa qua của Hòa Bắc. Nhưng ít ai biết rằng là một địa phương vùng sâu vùng xa, diện tích tự nhiên rộng thứ tư toàn huyện, có 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Lại tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận này, bắt đầu xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, từ xuất phát điểm thấp hơn nhiều so với các địa phương khác trong huyện. Với tỷ lệ hộ nghèo khi đó chiếm đến gần 12%. Và mới chỉ đạt được 7 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích các điểm yếu cũng như thế mạnh của mình, Hòa Bắc đã có những bước đi vững chắc. Trong đó, coi sự đồng thuận của người dân là điều kiện tiên quyết để hoàn thành các mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, bằng tất cả trí tuệ và tâm huyết của mình, những cán bộ xây dựng nông thôn mới của Hòa Bắc đã đến từng thôn buôn, tuyên truyền, vận động và mang những cái mới thực sự từ nhận thức đến hành động đến với bà con, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó thấm nhuần và nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Dân hiểu được cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từng bước là xóa bỏ cái tính lạc hậu, cách làm là kém hiệu quả, mà từ năm 2015 đến nay thì thấy là cơ bản là nhân dân là ổn định, là có đường, có điện, sự đầu tư của quan tâm của Đảng, thì nói là 100% dân đều ủng hộ. Hai cái ven đường này, bà con hín ướt để nhà nước xây dựng con đường cùng chung tay làm cho nhân dân hiểu được cái lối sống cái nếp là bà con sẵn sàng hín ướt. Tổ chức họp dân theo cụm và tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cái lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, làm cho mọi người dân hiểu thật sâu về mục đích, ý nghĩa cũng như là những việc cần phải làm, phổ biến, tuyên truyền về các đề án, quy hoạch, đồ án và mức đóng góp của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Giải thích cho dân thấy được cái nguồn lợi mà dân được thụ hưởng từ cái chương trình xây dựng nông thôn mới là gì. Năm 2015, xã Hòa Bắc là một trong 4 xã đầu tiên của huyện Di Linh về đích nông thôn mới, là minh chứng rõ nét nhất của sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân, là truyền thống cách mạng của một xã anh hùng. Đến nay, 100% các trục đường liên thôn, liên xã được cứng hóa, nhựa hóa. 99% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Hệ thống văn hóa, y tế, giáo dục được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự được giữ vững. Điều đáng mừng là thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng lên từ 18,5 triệu đồng một người một năm vào năm 2011 lên 36 triệu đồng hiện nay. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017 theo chuẩn nghèo đa chiều mới chỉ còn 4,3%. Đó là kết quả của việc cuộc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Điển hình phải kể đến mô hình canh tác 15 hecta sầu riêng này. Cùng với đó là các mô hình xen canh, đa cây, đa con đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng sầu riêng, xen cà phê của gia đình ông Phạm Đình Phung này là một ví dụ. Ngay ở gia đình ấy thì phát triển như xen canh như cây sầu riêng, như cây bơ thì tôi thấy nó có rất hiệu quả, rất là cao. Gia đình như là có 39 cây thôi nhưng mà thu 800 triệu. Là một địa bàn rộng với hơn 11.600 hecta, chiếm gần 7,2% tổng diện tích toàn huyện, phân bố trên 18 thôn và là địa bàn vùng sâu, tiếp giáp với các huyện và tỉnh Bình Thuận. Hòa Bắc cũng gặp không ít khó khăn trong việc duy trì, phát huy 18 tiêu chí đã đạt được và hoàn thành nốt tiêu chí về chợ nông thôn. Trong thời gian tới, Hòa Bắc tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, ưu tiên giải quyết các vấn đề thiết thực với đời sống nhân dân, tránh đầu tư dàn trải và đặc biệt chú trọng củng cố xây dựng lòng tin trong nhân dân bằng việc làm gương, đi đầu, gắn bó với nhân dân của đội ngũ cán bộ trẻ năng động, uy tín. Từ đó lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Biết rằng là chúng tôi đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng chúng tôi không thể nào chủ quan và cũng chưa thể bằng lòng với lại hiện trạng thực tế như vậy, bởi lẽ là Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì nó còn nhiều vấn đề đặt ra ở đây, chẳng hạn như một số các tiêu chí về giao thông. Đối với địa bàn xã Hòa Bắc, nó là một vùng đồng bằng miền núi, do vậy nên là chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân với cái vai trò là chủ thể, nhân dân phải có trách nhiệm duy trì, bảo trì về hệ thống giao thông, rồi tự mình vươn lên trong những cái việc mà xây dựng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi để phù hợp với lại cái điều kiện tình hình thực tế đối với địa phương. Đấy, do vậy nên là chúng tôi với cái vai trò là lãnh đạo ở địa phương thì cũng sẽ tiếp tục vận động nhân dân giữ vững những cái gì mình đã đạt và tôn tạo, tiếp tục nối tiếp với những cái công trình còn lại để bảo đảm duy trì cho cái xã đạt chuẩn nông thôn mới một cách bền vững. Xây dựng nông thôn mới không phải là đích đến mà là cả một quá trình phấn đấu. Phấn đấu đạt được các tiêu chí, rồi lại phấn đấu duy trì và phát huy tiêu chí đó là cả một hành trình dài, cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ở đâu có sự đồng lòng nhất trí của người dân, ở đó xây dựng nông thôn mới thuận lợi hơn, hiệu quả hơn. Khi lòng dân đổi mới, dân hiểu, dân tin, dân sẽ có chuyển biến thành hành động cụ thể. Điều này được thể hiện rõ tại xã vùng sâu Hòa Bắc, huyện Di Linh, nơi vượt qua những hạn chế của một xuất phát điểm thấp để về đích nông thôn mới nhanh và bền vững. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng 24 tháng 10, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân phường 1 thành phố Đà Lạt đã phối hợp tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực du lịch và phòng chống tội phạm đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn phường 1. Tại buổi tuyên truyền, Công an phường 1 thành phố Đà Lạt đã trao đổi thông tin thêm về tình hình tội phạm, một số phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm hiện nay như việc trà trộn vào các đoàn khách du lịch để trộm đồ, tình hình tín dụng đen, cho vay không thế chấp, thuê hụi, lợi dụng thuê nhà nguyên căn để hoạt động tội phạm, cũng như tình hình các đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn. Thông qua việc tuyên truyền này nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ những điểm mới của luật du lịch năm 2017, giúp người dân nắm bắt các quy định của pháp luật và rút kinh nghiệm để phòng tránh phù hợp với từng loại đối tượng phạm tội. Ngày 24 tháng 10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm với sự tham gia của 50 học viên là các chủ cơ sở, các nhà hàng, quán ăn, khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Các học viên đã được bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Độ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, triển khai các nội dung về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân sản xuất thực phẩm, kiến thức khoa học cơ bản về an toàn thực phẩm, điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai và nước đá thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và nước uống đóng chai, nước đá thực phẩm, v.v. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện tốt việc sản xuất và kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Phần tin trong nước và quốc tế. Hình thức ký gửi nông sản thường bị gian thương lợi dụng để trục lợi khiến nhiều nông dân trắng tay. Việc phát hiện sao hỏa có chứa oxy kỳ vọng có thể giúp thay đổi những hiểu biết của con người về khả năng sự sống có thể tồn tại trên hành tinh đó. Trong báo cáo thẩm tra đánh giá giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, việc huy động quá sức đóng góp của người dân đã từng bước được chấn chỉnh. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020 là khoảng hơn 820.964 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách trung ương và địa phương. Các bộ, ngành và địa phương đã tích cực huy động các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác. Trong đó, vốn cộng đồng và dân cư đóng góp là 56.799 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư cho chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nợ động xây dựng cơ bản đã giảm mạnh, nhưng đến tháng 8 năm 2018 vẫn còn một số địa phương nợ ở mức tương đối cao, tập trung tại một số địa phương có tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới cao ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh chung để phục vụ tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung cấp. Trong đó, thí sinh có thể đăng ký dự tuyển trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp trên một mẫu phiếu thống nhất và chia sẻ dữ liệu thi Trung học phổ thông quốc gia để phục vụ tuyển sinh cao đẳng, trung cấp. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban hành quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng, cho phép các trường trung cấp cao đẳng được đào tạo và cấp giấy xác nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho những học sinh học trung cấp có tham gia học văn hóa trung học phổ thông, đủ điều kiện học liên thông lên cao đẳng, đại học. Hiện nay, ngành chăn nuôi Việt Nam đã sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng và giá thành cạnh tranh tốt với sản phẩm ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước lẫn xuất khẩu. Tuy nhiên, với nội lực và tiềm năng hiện có, ngành chăn nuôi hoàn toàn có thể phát triển thị trường mạnh hơn nếu xây dựng được một chiến lược đúng đắn và hiệu quả. Liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất giống với doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến xuất khẩu là một trong những mô hình liên kết điển hình của ngành chăn nuôi gia cầm. Và kết quả là lô hàng thịt gia cầm đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang Nhật Bản. Tuy nhiên, chuỗi liên kết này chưa được nhân rộng và mở rộng quy mô bởi không nhiều trang trại gà đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, yếu tố then chốt để sản phẩm được thị trường chấp nhận. Một số người chăn nuôi họ chưa được áp dụng những cái công nghệ cao, chưa được áp dụng những cái công nghệ mới, những cái hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc, cho nên có thể sản phẩm của họ rất tốt nhưng mà họ không chứng minh được sản phẩm của họ được tốt. Như vậy là cái giá đầu ra của họ không được ổn. Từ nhiều năm nay, đầu ra cho sản phẩm luôn là vấn đề đau đầu của ngành chăn nuôi. Tình trạng sản xuất manh mún, phân tán, thiếu quy hoạch, chưa theo quy trình chăn nuôi hiện đại và các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn là thách thức lớn nhất. Chưa kể đầu ra còn phụ thuộc nhiều vào khâu trung gian là các thương lái, khiến việc tiêu thụ sản phẩm và giá cả thường xuyên biến động, ảnh hưởng rất lớn tới người chăn nuôi. Các doanh nghiệp ở trong nước là phải có quota. Thí dụ như ở Việt Nam là thí dụ như đầu heo là thí dụ như 1 triệu con hoặc là 2 triệu con heo, thì chúng ta các anh muốn mở rộng hay là muốn thêm thì các anh phải xin quota. Thì lúc đó mới bảo toàn được toàn bộ cái đầu lượng, đầu ra, đầu vào. Theo các chuyên gia, quan trọng nhất hiện nay là phải bình ổn được thị trường trong nước trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp với hợp tác xã và người chăn nuôi dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Song song đó là quyết liệt tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng giảm quy mô nông hộ, tăng quy mô trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi, hiện đại hóa ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chuyên nghiệp hóa. Chúng ta phải đầu tư và làm thật nhanh cái khâu giết mổ, tập trung chế biến công nghiệp, đa dạng hóa các cái sản phẩm chăn nuôi, ví dụ như thịt mát các loại. Thực hiện cái chuỗi liên kết, đảm bảo làm sao mà xây dựng được các cái chuỗi liên kết an toàn dịch bệnh, đảm bảo cho cái phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. 2018 có thể coi là một năm thành công của ngành chăn nuôi khi các loại thịt, đặc biệt là thịt heo và gà, đều tăng cả về sản lượng và giá cả. Tuy nhiên, nếu các giải pháp quy hoạch và thị trường không quyết liệt và đồng bộ, thì nguy cơ dư thừa có thể xảy ra, đe dọa tới hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi. Và hơn cả là sự ổn định cần phải có của một trong những ngành hàng rất quan trọng của nền nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm đi lại khiếu kiện tố cáo, nhiều người dân ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông mới tạm yên tâm vì đối tượng bị tố cáo là Vũ Xuân Chiến, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết Chiến, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông bắt giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Chiến đã bỏ trốn cùng nhiều tỷ đồng tiền ký gửi cà phê và nợ phân bón. Hai hóa đơn này là vật chứng hơn 3 tấn cà phê của ông Nguyễn Như Phi ở thôn 8 xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa ký gửi tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết Chiến. Cuối tháng 12 năm 2016, chỉ vài ngày sau khi chốt giá với công ty Quyết Chiến, ông Phi cùng rất nhiều người khác đã không thể lấy được tiền khi ông chủ doanh nghiệp này bỏ trốn. Ông Phi cũng bắt đầu những ngày tháng khiếu kiện để tìm lại tài sản đã mất. Tất cả anh em là đi là từ bên công an thị xã này, xong rồi lên đến công an tỉnh này, xong rồi lại lên đến tiếp lên đến chỗ bên ấy của tỉnh luôn. Đấy, xong rồi lên sang bên chỗ tiếp dân của tỉnh ấy gặp đấy thì cũng có bên tiếp dân ấy họ hướng dẫn rồi làm rồi đấy thứ chờ đợi mãi, xong rồi đến khi mãi sau rồi đến bên ấy thì bên công an tỉnh mới trả lời là đưa về bên viện kiểm soát rồi. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết Chiến nhận ký gửi cà phê của 64 hộ dân có tổng giá trị gần 10 tỷ đồng và nợ hàng chục tỷ đồng tiền mua phân của nhiều doanh nghiệp. Trước khi bỏ trốn vào giữa tháng 1 năm 2017, chủ doanh nghiệp này đã tẩu tán toàn bộ tài sản với mục đích chiếm đoạt tiền nợ của người dân, doanh nghiệp. Mình bán bữa đó là chiều thứ bảy, nó hẹn mình qua thứ hai, thì thứ hai là nó lại hẹn mình qua chiều thứ tư, thì chiều thứ tư là mình ra là nó đã bỏ đi rồi, nó đã đóng cửa, nó dẫn vợ con đi. Còn có những người là tối hôm nay nó vẫn còn đi chợ ở đây, sáng ngày mai ra là đã không nó đã đi rồi. Ở Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung, tình trạng các đại lý nhận ký gửi nông sản vỡ nợ, thật có, giả có, khiến người ký gửi thiệt hại nặng nề, vẫn xảy ra rất phổ biến. Ký gửi nông sản là hình thức mua bán đem lại lợi ích cho cả hai bên, người dân và các đại lý. Doanh nghiệp có vốn, có kho bãi, người dân ký gửi cà phê được giá tốt thì bán. Tuy nhiên, hình thức ký gửi thường bị gian thương lợi dụng để trục lợi, khiến nhiều nông dân trắng tay. Mình làm ra cà đúng không? Thì là mình đại lý nó đến thì cũng như trên hiện. Bây giờ anh cũng đang hiện tại như năm ngoái, bản thân anh cũng vậy thôi. Nói chung là anh cũng đang cân ở đại lý khác. Thì có nghĩa không được, mình để ở nhà mình cũng để được, cà thì mình không để được, đúng không? Hoặc là nhiều khi là mình có đem về mình xay xong mà mình bán thì lúc nào thì mình bán. Còn cũng cứ gửi bình thường như là đại lý trên hiện tại như bây giờ. Các đại lý khác cũng vậy. Có nghĩa là cũng có người bán mà cũng có người vẫn đang gửi hiện. Bây giờ có người đang gửi nhiều lắm chứ không phải là không hết. Nhưng mà cũng không phải là đại lý nào người ta cũng lừa như vậy. Thì nói chung là bây giờ ấy, thì các đại lý nào cũng vậy thôi. Mà bây giờ để cà phê ở nhà thì họ mua họ cũng gây khó khăn. Họ đa số là họ muốn là gửi. Vì trước ấy là đáng lẽ tôi bán cho Truyền Linh ấy. Nhưng mà cũng vì để ở nhà cái là kêu họ vào mua ấy, là họ không muốn vào. Đấy. Nên sau cái bắt đầu chuyển sang bên chỗ Chiến Hiền này thì bắt đầu mua một 3 năm rồi chứ không phải ít. Thì mua bán thì mới đầu chú cháu cũng bình thường hết thứ thôi, chứ không có gì, nhưng chỉ đột xuất cái là gửi năm đấy là bị thế. Vốn đã chịu nhiều thiệt thòi do giá cả nông sản bấp bênh, nông dân lại phải gánh thêm rủi ro từ các chiêu trò của gian thương. Lợi dụng ký gửi nông sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tương đối phổ biến, nhưng hiện vẫn chưa có hàng rào pháp lý để bảo vệ nông dân. Ngày hôm qua, Saudi Arabia đã ký kết nhiều thỏa thuận với tổng trị giá lên tới 50 tỷ đô la Mỹ tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai FII diễn ra cùng ngày ở thủ đô Riyadh. Bất chấp việc nhiều chính trị gia phương Tây và lãnh đạo các tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới tẩy chay sau vụ việc liên quan đến nhà báo Jamal Khashoggi. Hội nghị diễn ra với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu đến từ nhiều nước và tổ chức quốc tế, trong đó có nhiều chuyên gia, quan chức trong các lĩnh vực ngân hàng, cũng như lãnh đạo doanh nghiệp tầm cỡ thế giới dù thiếu vắng nhiều diễn giả cấp cao. Mặc dù vậy, tại hội nghị, Ả Rập Xê Út đã ký kết 25 thỏa thuận có tổng trị giá 50 tỷ đô la Mỹ về một loạt lĩnh vực, trong đó có dầu mỏ, khí đốt, các ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng với các tập đoàn hàng đầu thế giới. Theo giới quan sát, dù bị phương Tây tẩy chay lần này, song về dài hạn sẽ không gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế và hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài của Ả Rập Xê Út. Hơn 40.000 người Cuba đã hồi hương kể từ tháng 1 năm 2013 sau khi chính phủ nước này tiến hành cải cách chính sách về người di cư. Đây là thông báo được Bộ Ngoại giao Cuba đưa ra mới đây. Cuộc cải cách chính sách về người di cư đã xóa bỏ thủ tục giấy phép xuất cảnh, đồng thời cho phép người dân Cuba được quyền sống ở nước ngoài 2 năm. Quy định mới cho phép nhiều người dân Cuba di cư sang Mỹ vẫn có thể xin cư trú dài hạn tại quốc gia này, đồng thời vẫn giữ được tư cách định cư tại Cuba với việc trở lại nước này ít nhất 2 năm một lần. Theo đánh giá, việc cải cách này khuyến khích nhiều kiều dân hồi hương, hay nói cách khác là đăng ký cư trú, khi họ vẫn có thể đồng thời giữ quốc tịch hoặc thẻ cư trú tại nước ngoài. Cũng trong thông báo này, từ năm 2013 tới tháng 1 năm 2018, đã có tổng cộng 2,6 triệu lượt công dân Cuba xuất cảnh ra nước ngoài và 2,8 triệu lượt kiều dân Cuba nhập cảnh vào đảo quốc này. Israel sẽ xây dựng nhà máy công nghệ sinh học đầu tiên tại thành phố Eilat, miền nam nước này để sản xuất một loại thuốc mới điều trị căn bệnh HIVS. Bộ Kinh tế Israel ngày hôm qua đã xác nhận thông tin này. Loại thuốc này có tên Gamora, được phát triển bởi công ty dược phẩm Zion Medical của Israel và đã được thử nghiệm thành công trên người. Trái ngược với các loại thuốc trước đó, tập trung vào việc loại bỏ virus HIV, dẫn đến nguy cơ virus biến đổi và kháng thuốc. Cơ chế hoạt động của loại thuốc này là loại bỏ các tế bào nhiễm virus HIV trên cơ thể người. Quá trình thí nghiệm cho thấy, loại thuốc mới này cũng có hiệu quả trong điều trị các khối ung thư. Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc tế Thâm quyến của Trung Quốc đã giành được quyền sản xuất và tiếp thị loại thuốc này ở Trung Quốc. Sao Hỏa có thể chứa đủ lượng oxy cần thiết để phát triển sự sống. Đây là phát hiện mới được các nhà khoa học Mỹ công bố, với kỳ vọng có thể làm thay đổi những hiểu biết của con người về khả năng sự sống có thể tồn tại trên hành tinh đỏ. Theo thông báo, các nhà khoa học đã phát hiện ra lớp nước mặn dưới bề mặt Sao Hỏa có chứa đủ oxy để hỗ trợ sự sống của các dạng sinh vật. Ở một số địa điểm, lượng oxy còn đủ cho những sinh vật đa bào như bọ biển sinh sống. Cho tới nay, giới khoa học vẫn tin rằng trên Sao Hỏa, lượng oxy chỉ chiếm 0,14% trong bầu không khí, không đủ để các vi khuẩn sinh sôi. Trong khi đó, nghiên cứu mới đây kết luận nồng độ oxy trên Sao Hỏa cao hơn mức mà các dạng sống giản đơn như vi khuẩn cần để sinh trưởng. Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa rằng sự sống hiện đang tồn tại trên Sao Hỏa. Nghiên cứu mới được các nhà khoa học thực hiện sau khi robot thăm dò Curiosity phát hiện ra sự tồn tại của manganoxit, một hợp chất hóa học cần rất nhiều oxy để hình thành. Dịp lễ Halloween đang tới gần. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với Mexico để tham dự lễ hội La Catrina, vô cùng đặc sắc nhưng không kém phần rùng rợn. Năm nay, lễ hội La Catrina bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 và sẽ kéo dài trong nhiều ngày trước khi lễ hội tưởng nhớ những người đã khuất bắt đầu. Đến Mexico vào những ngày này, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh rùng rợn của những bộ xương đang di chuyển trên khắp các con phố. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi đây là cách mọi người hóa trang để cùng tham dự lễ diễu hành La Catrina, dịp lễ trước ngày Day of the Dead, tạm dịch ngày của người chết, của người dân Mexico. Bạn phải tham gia lễ hội này hàng năm, bởi đây là lễ hội đặc trưng của người Mexico, của tổ tiên chúng tôi, để chúng tôi không bao giờ quên và mãi mãi giữ gìn, phát huy truyền thống của mình. Trong những ngày này, không chỉ hóa trang thành những bộ xương mà mọi đồ vật trong gia đình, từ nến, hoa, đồ ăn, từ những vật dụng cá nhân đều được trang trí thành những bộ xương và hộp sọ. Người dân Mexico quan niệm rằng đây là cách để họ tưởng nhớ tới tổ tiên và những người đã khuất. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với lớp học tiếng Anh miễn phí của chàng thanh niên dành cho các em học sinh đồng bào dân tộc nghèo với mong muốn giúp các em có tương lai tươi sáng hơn. Thưa quý vị và các bạn, bằng đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, sau gần 2 năm, chàng thanh niên K'Siam Lơ Min đã tình nguyện tổ chức các lớp học tiếng Anh cho các em học sinh nghèo đồng bào dân tộc Cờ Ho tại thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Lơ Min đã tiếp thêm niềm tin, động lực và kiến thức để nhiều em học trò nghèo nơi đây có thêm kỹ năng mạnh dạn trong giao tiếp, học tập và ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Sau giờ tan học vào mỗi buổi chiều thứ Bảy, các em học sinh lại tập trung về hội trường thôn 15, xã Lộc Thành để tham gia học tiếng Anh. Lớp học do K'Siam Lơ Min phụ trách có gần 30 em, với nhiều nhóm tuổi khác nhau ở bậc tiểu học. Để cho lớp học thêm sinh động và lôi cuốn, thầy Lơ Min tự trang bị máy tính laptop, những bài học trên mạng, các bài học tập viết, đọc cho các em. Buổi học bắt đầu bằng những câu giao tiếp chào hỏi nhau bằng tiếng Anh khá quen thuộc với các bạn học trò nhỏ. Bằng cách truyền đạt khá gần gũi, dễ học, dễ nhớ, đã giúp cho các em tiếp thu bài tốt hơn và thích thú với việc học ngoại ngữ hơn. Thấy thầy dạy thì con rất hiểu và con đã nghe lời thầy và thầy giảng từng chữ cho con và con hiểu những từ thầy dạy cho con và con rất nhớ ơn thầy. Học tiếng Anh thì rất hấp dẫn và thích thú. Con mong sau này thì con sẽ học giỏi cho thầy Minh vui lòng. Khi hoàn thành lớp học ở trung tâm ngoại ngữ tại thành phố Bảo Lộc, anh Lơ Min tranh thủ chạy xe hơn 10 km để về kịp giờ đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh. Từ vài em theo học tiếng Anh ban đầu, Đến nay, lớp học đã phát triển lên đến con số hơn 80 em, với 4 lớp ở hai bậc là tiểu học và trung học cơ sở. Đa số là con em đồng bào dân tộc Cờ Ho tại thôn 15, xã Lộc Thành. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn khó khăn, vất vả đủ thứ, nên Long Minh rất hiểu, chia sẻ và luôn đồng hành với những thiếu thốn đối với các em học sinh đồng bào dân tộc. Mình cũng thấy con cái của các phụ huynh đa số họ đều là những đứa học Anh Văn, nói chung là chưa có tiếp thu bao nhiêu, nên mình ra một quyết định để từ bản thân mình lấy ra từ cái tâm huyết, những cái gì mình đã được học, đã được giảng dạy từ trên trường, trường đại học, thì mình đã mở ra một cái lớp để tự mình biết soạn ra và xem lại cái phương pháp chúng ta dạy đó để mình áp dụng cho các con em dân tộc tại địa phương. K'Siam Lơ Min tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, chuyên ngành tiếng Anh doanh nghiệp, và anh còn tốt nghiệp cử nhân Anh văn hệ cao đẳng chính quy. Để duy trì được lớp học, 2 năm qua, K'Siam Lơ Min phải đi đến từng nhà để tuyên truyền vận động bà con đồng bào trong thôn cho con em mình đến lớp học môn tiếng Anh do anh phụ trách. Thấy được sự hứng thú học ngoại ngữ của các con nên phụ huynh rất yên tâm và phấn khởi. Đối với tôi, thấy thầy Minh dạy cả 2 năm nay thì cũng các cháu học cảm thấy là cũng được. Trong tương lai chúng nó để biết rõ được hơn là tiếng Anh, để biết được đi này đi nọ đi kia. Thầy Minh là bản thân thầy Minh cũng là dạy cũng rất tốt. Phụ huynh chúng tôi cũng mừng. Những ngày đầu mở lớp, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Vì phải mượn hội trường thôn nên lớp học được bố trí khá đơn giản, gồm chục bộ bàn ghế, một chiếc laptop kết nối với màn hình TV để phục vụ kỹ năng nghe đọc của các em. Hơn nữa, do có đông học sinh tham gia nên lớp học phải chia theo buổi dành riêng cho mỗi cấp học sinh khác nhau. Chiều thứ Bảy thì dành cho học sinh cấp 1, Chủ nhật là học sinh cấp 2 và luân phiên thay đổi. Tại các buổi đến lớp, thầy Lơ Min dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng nghe đọc và nói nhiều hơn cho các em. Từ những câu giao tiếp dễ, đơn giản đến những từ vựng khó hơn để giúp các em tiếp thu bài một cách tốt nhất. Xuất phát từ tinh thần tự nguyện thì trong thời gian qua thì đồng chí Minh đã mở được 4 lớp với ước khoảng 80 em học sinh. Thì trong cái điều kiện là thiếu thốn về cơ sở vật chất để được dạy thì đoàn xã chúng tôi cũng đang tiếp cận vận động xin các cái nguồn hỗ trợ để mua được các cái vận dụng cần thiết để cho phục vụ trong việc dạy học cho các em ở tại địa bàn. Thì cũng trao đổi qua các cái kênh ví dụ như của xã, ủy ban xã thì hội khuyến học của xã cũng đã hứa và sẽ giúp đỡ cho coi là cái lớp học này về điều kiện về vật chất, sách vở. Cũng là một cái niềm mà coi là an ủi về tinh thần để cho cái lớp học này tiếp tục được diễn ra và được thu hút được nhiều em học sinh đến tham gia học, cũng như là giáo viên của các trường về đây để tham dự dạy tự nguyện cho các em. Đây là lớp học mang ý nghĩa rất là to lớn đối với đoàn xã. Lớp học tiếng Anh miễn phí của K'Siam Lơ Min dành cho các em học sinh trong thôn cũng khá đặc biệt, bởi đa số các em là con em gia đình thuộc diện hộ nghèo trong thôn, nhà nghèo, lo cho cái ăn cái mặc vốn đã khó, nói gì đến việc học thêm ngoại ngữ. Hơn nữa, điều kiện để tiếp cận môi trường học thêm môn ngoại ngữ của các em cũng còn hạn chế. Vì vậy, Lơ Min mong muốn các em có thêm điều kiện để học môn ngoại ngữ tốt hơn. Mong muốn của mình trong thời gian tới đó là mình rất muốn các cháu lúc nào cũng hướng tới về cái môi trường lớp này, tất cả các phụ huynh cũng như là các nhà hảo tâm để xem xét và giúp đỡ thêm phong trào của mình lập ra. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ và tấm lòng thiện nguyện của K'Siam Lơ Min dành cho trẻ em nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thật đáng biểu dương và trân trọng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.